Xém rớt. Như xin chào ông bà, cô chú, anh chị và tất cả các bạn đang xem kênh của Như nha. Hôm nay thì ăn gà hầm sả nha ông bà cô chú. Nguyên một ngày ở trong công ty á, rất là lạnh luôn, cho nên là rất là thèm cái lẩu gà hầm sả rồi. Bây giờ Như sẽ đi vào bếp để nấu gà hầm sả nha. Nhúng cái cải này nè. Như có mua thêm một cái loại cải nữa, mà cái cải giống như hôm bữa Như xào nuôi đó. Tại vì cải đó ăn rất là tốt nha cả nhà, cho nên Như tiếp tục mua nữa, với lại nó rẻ nữa. Nhúng với cải thảo này, hôm nay hầm gà này á thì có thêm một cái củ cải trắng nữa. Con gà 1,1 kg nè, vừa đủ, gần 1,2 kg nè, vừa đủ ba mẹ con ăn thôi. Nay Như mua rau ở công ty về nè hen, hai trái dưa leo với cái bắp cải này là có 70g thôi. Còn cái này là 90g nè. Cái này cải này để Như lát nhúng lẩu ăn. Với lại một cái hộp giá. Đó, bao nhiêu rau đó thôi. Cải này, hộp giá, hai trái dưa leo, cái này với lại củ cải trắng mà là 250.000 tiền Việt Nam đồng nha cả nhà. Đây nè, 110 đồng tiền Thụy Điển nè, là chắc cũng cỡ 10 đô á, đó là 220-230.000 gì đó tiền Việt Nam mình đó. Củ cải trắng với cái này với lại cái này với rau này với hộp giá thôi. Mà con gà này á thì chỉ có 50 mấy đồng thôi, chừng 100.000 tiền Việt thôi, mà bao nhiêu rau đây là 200-230.000 nha cả nhà. Bây giờ Như sẽ cắt con gà xong rồi đi rửa cho nó sạch sẽ, xong bắt đầu để lên hầm sả nha. Cái này là ba cây sả nè ông bà cô chú. Sả này là sả đông đá nha, nè còn đá trên cây sả luôn nè. Hôm nay thì chỉ hầm ba cây này thôi. Ở Thụy Điển Như ăn sả rất là tiết kiệm luôn nha cả nhà. Hầm gà hay là nướng gà gì đó là chỉ dùng một hoặc là hai cây thôi. Hôm nay ăn sang luôn, ăn ba cây nha. Đó, Tường Vi bây giờ đang chuẩn bị chỉnh sửa lại bàn ghế với lại ghim cái nồi lẩu vô chuẩn bị ăn nha bà cô chú. Kéo gần quá ăn lát làm sao đi ra. Hả? Ở ngoài bây giờ hồi nãy thì nấu cái nồi gà thì còn sáng ha. Giờ nấu xong là tối thui rồi đó. Mùa này trời Thụy Điển mau tối lắm bà cô chú. Như đang luộc bún. Gà thì Như nấu xong rồi, giờ chuẩn bị đổ ra cái lẩu hai ngăn đó là ăn thôi. Còn bún thì cũng chuẩn bị xong rồi. Bây giờ kêu cái con bé Si xuống ăn mới được. Si này có ai cười cái mái tóc nó không Vi? Hả? Không biết có ai cười không hả? Ok, giờ thôi kêu Si xuống ăn đi. Bún xong rồi giờ mẹ đổ ra. Đó, ba mẹ con, cái tổ ấm của ba mẹ con Như cả nhà. Cái góc ngồi ăn cũng cái view cũng đẹp lắm nha. Nhìn ra là thấy ở ngoài cửa sổ vậy đó ông bà cô chú. Cái này là thịt bò nè cả nhà. Thịt bò này á, Như mua ở siêu thị hôm bữa đó. Vì á, nó kêu là ăn lẩu á, một bên, còn một bên thì làm bò nướng cho con đi mẹ. Cho nên là Như cắt ra ướp bò nướng ngũ vị hương nè. Ngũ vị hương với lại bột ngọt với lại dầu hào, dầu ăn, rồi xíu đường, xíu cà no nữa. Nướng cho Tường Vi. Tại vì cái lẩu này nó tới hai ngăn mà. Vi nó đòi ăn nướng nên Như làm luôn. Ức này Như cắt ra để dành chút xíu nhúng vô ăn nó ngon. Tại vì ức gà bên Thụy Điển nó rất là ngon, rất là ngọt luôn. Cho nên là nhúng vô ăn nó chín tới rất là mềm. Đây cái gà hầm sả nãy Như hầm nè. Nó đơn giản lắm cho nên là Như không có quay cái cách nấu. Tại vì gà hầm sả thì mình chỉ cần cắt gà ra xong mình ướp. Ướp nó xíu cà no bột ngọt vậy đó, xíu nước mắm vậy đó. Xong mình phi sả cắt nhuyễn với lại tỏi băm nhuyễn á. Xong mình để vô mình xào, mình chế nước vô, bỏ củ cải là xong rồi cô chú. Cho nên Như không có quay ha. Cái bên đây là chút để đồ nướng vô nướng nè. Đó, còn cái này là cái mâm rau ngày hôm nay. Cái rau này hôm trước á, là không có biết ăn. Bây giờ biết ăn rồi là nó ngon quá. Cho nên là xào hay là nấu lẩu gì Như cũng dùng cái rau này. Nó vừa rẻ mà vừa nhiều chất nữa. Tại vì nó màu xanh đậm á cả nhà. Thế còn Vi nó làm cho Như chén nước mắm á, mắm ớt để dành chấm gà hầm sả nè. Đây là chén muối tiêu của nó tự làm. Ở Việt Nam á thì ăn gà hầm sả với cái rau gì riết Như cũng quên luôn. Nhớ mãi mãi hình như là cái gì ta, mồng tơi hay sao đó. Mà giờ quên rồi cả nhà ơi. Lâu quá không ăn rồi quên rồi. Hình như nhớ là mồng tơi với rau má hay gì không biết phải không đó. Ok bây giờ kêu hai đứa nhỏ xuống ăn.
Xin mời tất cả mọi người cùng ăn với ba mẹ con của Như nha. Đây là xi súng, xi ngố đây ông bà cô chú. Nó đói bụng quá. Như lo canh máy quay này nọ rồi nó ăn hết nửa gói mì là nó ăn xong cấp tốc chỉ trong vòng có 5 phút thôi. Bây giờ chỉ còn Như với Vi là ngồi ăn thôi, còn Si là ngồi đó làm trò, làm thần tượng cho ông bà cô chú nhìn cho vui thôi. Chứ ăn nửa gói mì ăn xong rồi cả nhà thương quá. Lo canh máy quay nè, rồi ghim điện, rồi nướng bò này nọ là quay qua nó ăn xong rồi. Chuẩn bị ngủ luôn hay gì đó. Thứ bảy đi gặp ba đó nha. Ừ. Thứ bảy là 9:45 là ba lên đó á. Sao không? Để cho con ít bún. Bún hả? 9:45 là ba lên đón đó. Phải gặp ba đó. Ba nói là mẹ nói là Si nó muốn ngủ thêm tới 10 giờ mà ba không có chịu. Ba nói là 9:45 là 9:45. Cho nên là con cố gắng con dậy sớm gặp ba đi. Sao kỳ ghê. Sao hả? Cái mặt qua đây coi. Ừ. Cái mặt qua đây. À, cái mặt của nó là cái tóc nè. Cô giáo có hỏi cái tóc làm sao mà nó ngắn quá không? Hả? Có không? Ngồi xuống đây cho mẹ nói chuyện tí. Nguyên ngày nay mẹ có gặp con đâu. Về con ăn xong rồi giờ con định lên nhà trên coi tivi hả? Con ngồi đây nói chuyện với mẹ một chút coi. Cô giáo có nói là tóc con đẹp không? Cô giáo nói tóc đẹp hả? Không, tóc ngắn. Cô nói tóc ngắn quá hả? Đúng rồi. Mà con nhìn vô, con nhìn vô thấy ngắn không? Mẹ đâu thấy ngắn gì đâu ta. Vi thấy ngắn không Vi? Hơi hơi. Cắt vậy cho nó gọn. Mà con dễ đi học không? Con đâu có nhìn thấy tóc nữa đúng không? Mát. Thấy. Đâu con cười lên, con cười lên coi. Dễ thương quá, hôm nay đi 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 vô trong hóa trang Halloween bạn có nói con hóa trang đẹp không? Con Không. vẽ hai cái nó vẽ hai cái đường máu bên đây nè, nó hóa trang Halloween đó, chụp hình gửi cho mẹ Như nhìn hết hồn luôn. Cái con ma gì mà dễ thương quá, dễ thương nhất quả đất luôn. Các bạn không thấy con. Bạn không thấy con hả? Bạn nào không thấy con? Ừ. Thấy con đẹp. Dễ thương quá. Mặt quá dễ thương. Bạn con rất con đẹp. Ừ. Bạn con rất con đẹp. Bạn con không có thấy con đẹp hả? Mẹ thấy con đẹp, ông bà cô chú thấy con đẹp, chị hai thấy con đẹp. Chị hai đói bụng dữ lắm luôn, lấy bò ra cho con. Như đứng như canh điện thoại, canh 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 góc máy nó lâu quá, chỉnh đồ ăn đồ này nọ rồi quay qua là tụi nó ăn. Vi nó ăn xong hết cái đùi nè cả nhà. Giờ Như bắt đầu Như ăn, mai mốt rút kinh nghiệm mà ăn một lượt chứ để lần nào cũng ăn sao hết trơn. Tất cả này nó ngon xuất sắc luôn. Tao bún chui nó mũi rồi. Thích đi mẹ. Ăn lần nào cũng đói cũng bị sặc hết. Bún chui nó mũi của con rồi. Khịt nó ra. Nó ra đó. Con bò con bò chấm tiêu luôn. Thứ sáu á, Xin gặp bà. thứ sáu là mẹ nghỉ nguyên một ngày luôn, mẹ dẫn hai chị em Mua đi đồ. mua đồ đồ mùa đông, mua nón, mua khăn, mua áo khoác, rồi mua giày, Khăn rồi dài. mua bao tay, mua tóc, Khăn dài. khăn quàng cổ á cho con. Khăn dài. Dài. Ừ. Dài là khăn quàng cổ. Mua dắt kìa. Mà dài nữa, mua đủ thứ cho con luôn. Không mà, không mua đồ. Mua những thứ mà cần cho mùa đông này. Ừ, mua những thứ mà cần cho mùa đông đó. Tìm Cái cho nó. quần. Hả? Cái quần. Quần quần lót bên bông bên trong đó đúng không? Đúng rồi. Con cần cái đó hả? Đúng rồi. Con bị lạnh hả? Ừ. Mua đủ hết luôn mà cho hai chị em á. À, khoảng 8 triệu nha mà cô chú. 28 triệu. 7-8 triệu tiền Việt Nam mình. Tại vì đồ mùa đông bên đây rất là mắc.
hai đôi giày thôi là cũng có hai đôi giày mà rẻ rẻ nha, là cũng phải 2 triệu rồi, hai đôi giày á, 2-3 triệu. Như nhớ là lúc mới qua Thụy Điển á, cái năm đầu tiên thì ở với ba Si, thì ba Si không có cho đi ra đường, thì không có tiếp xúc được với ai thì không nói đi. Tới cái năm thứ hai á thì đi ra ngoài cái ngôi nhà bảo vệ ở á, cái tới mùa đông thì ra ngoài mùa hè, xong rồi tới mùa đông thì bắt đầu sống một mình rồi. Như đi ra ngoài đường á, như như ba mẹ con hễ bước đi ra đường là bị té nha bà cô chú, bước ra đường là té à. Mà như không biết lý do tại sao người Thụy Điển á, họ đi phà phà luôn, họ không có té, mà ba mẹ con mình hễ đi ra đường là té nhào đầu vào ếch. Thì ra là sau này mới phát hiện là ba mẹ con mang đôi giày bình thường á, đi ra tuyết nó trơn nó té, còn người Thụy Điển họ mang á là giày mùa đông á là có đinh vậy nè. Mà mình đó ở bên Việt Nam mình đâu biết mùa đông là như nào đâu, mình cứ mang đôi giày giống như thường khi mình mang thôi. Mở xích cho mẹ nè con. Ai về bị chưa? Ai về bị trơn té, hồi ba mẹ con té liên tục luôn, mấy lần đi mua đồ ăn cũng té, rồi đi ra ngoài chơi cũng té, miễn bước ra tuyết là té. Cái lúc sau này á mới biết á là giày mùa đông là phải có đinh. Mắc cười, nhớ là lúc mới qua không biết gì hết trơn. Sáng nay được như lúc như mới qua là như dành lúc nào cũng dành đưa 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 Vi đi học hết mùa đông á, mùa năm năm đầu tiên á, mà ba của Si á chỉ cho Như đi ra đường á, đưa Vi á là chỉ có 2 lần thôi, còn Như là ông không có cho đưa ra đường, là cho nên Như đâu có biết gì đâu, lúc mới qua không biết gì hết, tại vì đâu có tiếp xúc với ai đâu mà biết. Ăn lẹ đi, ăn lẹ đi. Trời đất ơi, ăn lẹ đi, mới 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 lên ăn, mấy người ăn trước, mấy người kêu tôi ăn lẹ đi Nó nói hoài. Con không ăn nữa hả? Con không ăn nữa rồi, con ngồi đây con chơi với mẹ. Con lên đây đó con coi tivi riết mẹ buồn con quá. TV nhiều là cận đó. Ừ. Đừng nói con nhiều quá. Như vi nhiều là cận đó. Thôi vừa thôi. Chị hai ăn thêm miếng thịt nữa không? Với cũng Dạ. xem Ăn mặt thêm miếng rau nữa. tôi hoài đó Ừ. mẹ. Ăn cái cục này ngon nè. Được Cục này nó được. gần cái cánh đó. Vi cũng xem mặt tôi hoài mà. Vi hôm nay lên trường hóa trang Halloween về, cái mặt bây giờ rửa không ra, mặt đang lùi lùi rồi. Cho con xem. Hôm nay trên trường cô cho con ăn tiệc cái gì? Kiểu buổi con không có ăn tiệc gì nhiều, chủ yếu là xem phim với uống với cái cây với ăn tao nhiều quên là popcorn. Ở trên trường mà có cái gì xảy ra cái gì là về nói mẹ nha không? Dạ. Mẹ họp với thầy nha không? Nghe không? Dạ. Cái gì cũng phải về nói với mẹ. Dạ. Ừ. Cho mẹ biết cái tình hình của tụi con chứ. Về mà không nói là mẹ không có biết đâu nha. Ừ. Cái đùi này cho Si nè, mà Si nó không ăn đùi rồi, nó ăn cái cục thịt xé ra chứ nó không ăn đùi. Ăn da không? Vi ăn da Dạ không. trời ơi, gà mà chấm vô nước mắm ớt nó ngon. Chảy ngọt rồi. Để bữa nào tròn ba của Si lại bữa đưa Si xuống trung tâm xong rồi kêu ổng trả tiền coi ổng trả không nha. Tại vì ổng lên ổng đón xong ổng trả Si về cho Như là Như phải trả tiền á. Ổng đi gặp con ổng mà Như phải trả tiền cho ổng đó. Ở nhà thấy bó tay luôn. Ngon Không biết nói gì nữa. Bây giờ bữa mình đưa Si xuống trung tâm xong mình đón giống như 3 năm qua vậy đó. Thử cái ổng có trả tiền không nha. 3 năm qua ổng đâu có trả Như đồng bạc nào đâu cả nhà. Như đưa Si xuống trung tâm xong rồi ngồi đó chờ mấy tiếng đồng hồ đón về á, đâu có ai trả đồng xu các bạn nào đâu. Mà giờ á, Như đề nghị là ổng lên ổng đón Si xong ổng đưa về cho, trả lại cho Như á, là ổng bắt Như phải trả tiền lại á. lịch. Đi hả? Đi thì chào tạm biệt con bà cô chú ơi. Tại vì tao mặc cái tên là Ngồi đàng hoàng nói chuyện đàng hoàng. tao mẹ tao mặc cái chuối nút like. Cảm Tại bạc ông bà cô chú nút like. Thôi đi đi. nút like đăng ký lại video cứ khéo phát ra Rồi đi đi, rồi đi đi. thôi. Vội quá quên lời luôn. Ngon ha, lâu quá không ăn gà hầm sả, ăn ngon hết vậy ha. Dạ. Nước đỏ thơm. Thúc ăn. Cái nước đó nó nguội rồi đó, con đi bỏ cái nước đó đi, mẹ lấy cái nước nè, đổ qua cái tô của Si, lấy cái nước nóng cho con húp. Dạ. Vì nó thích ăn lẩu. Con thích
Con thích đồ ăn của mẹ nấu, đồ ăn Việt Nam gì hay là con thích đồ ăn ở trường? Đồ ăn mẹ nấu Tất nhiên là đồ ăn mẹ nấu rồi đúng tất nhiên không? Xích vô còn gần thiếu. mấy bạn ăn đồ ăn trên trường cũng cũng vẫn thích ăn đồ ăn mẹ nấu. Con Si nó đi rồi á, bắt đầu như như với Vi kể cái này cho bà cô chú nghe. Biết Vi còn nhớ không ta? Nhớ có một lần mà ba ba của Si nói chung là muốn muốn nhào vô đánh mẹ. Xong mà lúc đó con 7 tuổi, là vì nó 7 tuổi thôi mà nó giang tay như vậy nè ông bà cô chú. Ý nó là không được đánh mẹ nó bảo vệ mẹ, mà lúc Vi nó 7 tuổi nó ốm nhom mà chứ không phải là nó mập như Si đâu. Ống tòng ống teo luôn. Mà con còn nhớ không? Nhớ Thầy không biết là nếu mà ông đánh con là đâu được, đâu được đánh cho em đâu. không? Ừ, nó biết là không được đánh trẻ em mà Vi là nó không có thích ba của Si. Lúc như gặp ba Si á thì Vi mới có 3 tuổi rồi nó không biết gì, mà lớn lên thì nó không thích cả nhà. Mà như nhớ nha, không biết Vi Vi còn nhớ không? Cái lúc mà ba của Si đối xử tệ á, như nhớ có lần là lấy cục thịt heo á quăng xuống dưới đất. Cục thịt heo đông đá quăng xuống đất, xong rồi lấy trái dưa hấu có đập xuống đất. Kiểu là mày ăn thì mày xuống, mày không xuống đó mày lụm mày ăn đi chứ kiểu là không không có cho ăn đầu nguyên á. Xong cái Như tự ái Như đâu có lụm thịt lên với lụm đầu lên ăn đâu. Xong cái ổng chở Si đi ăn hamburger ở mặt đâu nào đó, ăn cánh gà đâu. Ông bỏ Vi ở nhà. Ông ba của Si. Cho nên là cái lần đó là cái lần cuối cùng luôn, là Như thề luôn là Như nó nhất định phải bỏ đó bà cô chú. Tại biết sao mà hôm nay Như kể cái vấn đề ra không? Có một một vị khán giả bảo là đi qua Thụy Điển xong rồi á lường gạt người ta xong rồi qua đây bỏ chồng. Không phải đâu, chồng mà tốt á là ở chứ không mất mớ gì bỏ đâu nha cả nhà. Ba của Si á tệ với Như, Như không nói mà tệ với con riêng của Như nữa cho nên Như mới bỏ đó. Chứ thật ra sống với nhau bao nhiêu năm rồi có một mặt con rồi mang qua đây nữa. Mà Như đâu phải là con người mà thấp đức như vậy đâu. Nhưng mà ổng đối xử tệ với mẹ con Như là Như mới quyết định bỏ đó. Lúc bỏ ra Như cũng khổ mà cả nhà. Mẹ con Như cũng khổ mà. Đi trời tuyết rồi không biết đường mua giày té lên té xuống nữa đó. Đâu biết gì đâu mà một mình dám bỏ, tại vì Như là cái tính của Như là đối xử với Như tệ, Như có thể bỏ qua nhưng đối xử với con của mình Vi là không bao giờ, không bao giờ có thể nào mà tha thứ. Ăn no hả? Dạ. Ăn no ngồi xuống đi, chào dừng video với mẹ luôn, mẹ cũng no rồi. Ừ. Ba mẹ con của Như á, cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết cái video ngày hôm nay của ba mẹ con Như nha. Cảm ơn rất là nhiều luôn. Như xin dừng cái video nha cả nhà. Tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những cái video tiếp theo nha. Bye bye.